Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng và thành viên Ủy ban dân tỉnh ngày 14 tháng 10 năm 2024, Sở Tài chính đã trình dự thảo nghị quyết quy định các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và mức hỗ trợ đối với các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Quốc Văn đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí 20 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Theo đó, 2 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thành 1 xã được hỗ trợ mỗi xã 750 triệu đồng. 3 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính thành 1 xã được hỗ trợ mỗi xã 1 tỷ đồng với tổng kinh phí 15 tỷ 500 triệu đồng nhằm phục vụ các nhiệm vụ chi như xây dựng phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thông tin tuyên truyền vận động thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lấy ý kiến cử tri, tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, các nhiệm vụ cần thiết khác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.